gia tập tại gia phước tập tại và khuyến lương các bồ đề tâm các loài chúng sanh này về để phóng sanh, nguyện cho chư vị bỏ thân xuất sanh quy tam bảo các bồ đề tâm niệm Phật cầu sanh về tây phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà sớm mau thành Phật. Đáng lẽ hôm nay các vị cả ngày bởi vì cái nạn là vì người ta cắt đầu cào gãy chiên xào nấu nước rất là đau khổ. May thay các vị có nhân duyên lần với Phật pháp được chư vị đồng tu bỏ tịnh tài tham mua các vị về để phóng sanh. Giờ này các vị lắng lòng với thanh tịnh để nghe chư tôn cùng đại chúng truyền tam quy cho chư vị giới hương định hương giữ huệ hương giải thoát khi biến hương quang minh vân đại biến pháp giới cúng dường thập phương tam bảo tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Dương chi tình thủy biến sai tam thiên thánh không bất đức lợi nhân thiên pháp giới quán tâm duyên diệt tội tiêu kỳ hỏa diệt hỏa hồng liên. Nam mô thanh lương địa Bồ Tát, Nam mô thanh lương địa Bồ Tát, Nam mô thanh lương địa Bồ Tát. Phù từ thì bất công đức thế tại thiên chân tiên thể chúng sanh nghiệp cấu trần biến nhập từ lô hoa tạng giới cá trung vô số bất siêu luân thì bất tệ để dự cần pháp thân trần bất nhiễm trần phạm tác tự kỷ quy trừ đà hòa đà đẹp đà tràng sái khô một di tác dương xuân biết đế bao nhi thành tình đồ sở về đầu đà hòa trung giai vô trường huế thánh phạm ô huyễn tổng thanh lương Bồ Tát liễu đầu cao lô thủy năng linh nhất đức biến thập phương tinh tri cấu huế tận quyên trừ Phò sáng phát viên tất thanh tịnh này các chúng hữu tình bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản đất sanh tịnh đồ đà la ni nam mô a di đà ba dạ ra la dạ ra dạ ra di dạ ra a di đà đô ma tỳ a di đà ra đơn ra ma tỳ a di đà ra tỳ ra lan đế a di đà ra tỳ ra lan đa dạ di đà dạ dạ ra di đà ca lệ ta ma ha nam mô a di đà ba dạ ra ta dạ ra dạ ra di dạ ra a di đà đô ma tỳ a di đà ra đơn ra ma phát sanh ra chúng sanh thể đều chứng sám hối. Nam mô
cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ba Tát, Nam mô Na Bỏ Như Lai, Nam mô Bồ Tát Như Lai, Nam mô Diệu Sanh Thân Như Lai, Nam mô Hoàng Văn Thân Như Lai, Nam mô Đi Gói Như Lai, Nam mô Cam Lộ Ân Như Lai, Nam mô A Di Đà Như Lai, Quy Phạm Lễ A Di Đà Phật, Phương Tây Thế Giới An Lành, Mấy Đệ Tử Chúng Con Xin Hoan Nguyện Và Sanh Cuối Sinh Ra Từ Bi Tiếp Độ. Chúng vỗ tay thể hiện công đức phóng sanh. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật.
Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Phật, A Di Đà 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 Phật.
Thank you.
chúng con thay mặt ban tổ chức xin tri ân mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, xin tri ân chư Tôn Hiện Tiền, Hiện Đức Tăng Ni, và xin tùy hỷ công đức phóng sinh cũng tín cực của toàn thể quý vị Phật tử. Nam mô A Di Đà Phật. Đệ tử văn xin hỏi toàn thể quý vị Phật tử hôm nay tham dự pháp hội phóng sinh cầu siêu quý vị cao hoa tỷ đúng không ạ? A Di Đà Phật ạ. Cũng nguyện là đệ tử chúng con cũng nguyện công đức tùy hỷ, nguyện công đức phóng sinh và nguyện Phật ngày hôm nay nguyện cầu mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát phóng quang gia trì cho toàn thể các giới chúng sinh, toàn thể thân nhân chú thuộc và tất cả Phật tử của chúng ta thân tâm an lạc, tật bệnh tiêu trừ, các ngành tăng trưởng, công việc hanh thông và tất cả mọi việc đều được bình an và thuận lợi. Cầu nguyện với các vị vong linh hương linh cửu huyền tất tổ hư không đến các pháp giới chúng sinh đều siêu sanh về Tây Phương Cực Lạc nhất. Cuối buổi lễ chúng con cũng có một chút lòng là những đồ cúng kính thực để gửi tặng tất cả quý vị Phật tử ngày hôm nay, thì mong quý vị Phật tử chúng ta mỗi người nhận được túi mục của